Hôm nay mình sẽ quay một clip cho anh em xem nhé. Bắt đầu xem nhé. Mình sẽ tán lơm hai con gái này cho anh em xem nhé. Rất là đẹp tuyệt vời luôn. Muốn chấm phải không? Dạ, muốn xem ra đây. Hả mẹ, chúng ta mở cửa ra. Cái gì quá à? Tán con này lơm nha. Con này rất là xinh luôn. Nó được từ lấy chồng ra, nó muốn đi lấy chồng. Wow. Các bạn ơi, con gái này tính mình đau lắm. Chắc là... Nó sinh to rồi đấy. Ờ, đừng mà là... Vâng, để tí đã. Anh đang tăng, ai con gái này nè. Giờ tao tăng tung tua. Thế, tăng chả. Chưa đi, con này bỏ là tới đang mới đi. Thế thì ở tới đi. Chứ ai nào ở đây. Em ơi, xin đi. Cô này rất là xinh đấy. Thế thì mình giới thiệu luôn. Em tên gì? Ờ, nhớ ra tụi mọi người, cái lông bê lên chân à. Cái chú mông bê. Khi chú mông ta. Hả thì cắt đi à. Sư bà dìm, đã quên đó này nè. Cho ta chăm à. Khi cho cú à. Đây là đường lắm rồi, đây là đường lắm rồi. Cái lông bê lên chân à. Ờ. Muốn mở cú quên mở à. Ê, cú gắt đi lò lô. Chị là cú của em à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chờ, anh chị xem một... Xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ tán gái này cho anh em xem nha. Cái này giá tiền lên thì tôi chờ lên thì họ nhiệt cho họ hồi cũng chồng có thêm thả nữa nên thất tâm á tại kỷ niệm á thì vẫn có là vẫn có cả đây rồi rồi nên nhiệt là anh em bắt đầu xem nha, đông người lắm nhưng mà trời nắng lắm, họ đi vé rồi còn ít thôi. Buồn lắm, tại vì không có người yêu cùng mình đi. Buồn thật sự mà, muốn nhảy trên này xuống cho nó chết dễ dàng. Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay tôi sẽ quay một clip cho mọi người xem nhé. Hôm nay đi chơi rất là vui nhưng mà buồn lắm, thì là không có người yêu cùng mình đi, buồn lắm. Anh em có đi không? Không. Mình cho anh em đi xem nhé. Rất là vui luôn.